Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Ngôn ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một ngữ pháp mới các bạn nhé. Như trên thì để các bạn thấy là hai người này đang nấu ăn các bạn ha. Hay ryōryō tsukurimasu. Ryōryō tsukurimasu là nấu ăn. Thế thì khi mà mình muốn nói là cách nấu dùng danh từ các bạn ha, thì mình sẽ nói như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bạn. Chúng ta có động từ vemas bỏ mas cộng với kata, có nghĩa là cắt các bạn ạ. Và khi này nó đang đóng vai trò là một danh từ dùng để diễn tả phương pháp hoặc là cách thức của một hành động hoặc một hành vi nào đó. Ví dụ mình có động từ yomimas là đọc các bạn nha. Yomimas là đọc. Như vậy bây giờ nếu như mình muốn nói cách đọc thì chúng ta sẽ có từ gì các bạn? Hay yomi, chúng ta bỏ mas và đáng thêm chữ kata. Như vậy chúng ta sẽ có là yomi kata hay yomi kata. Tương tự các bạn ha, chúng ta có động từ kakimas là viết. Như vậy bây giờ chúng ta muốn nói là cách viết thì sẽ là gì các bạn? Hay bỏ mas các bạn ha, chúng ta sẽ có danh từ kakikata là cách viết. Tiếp tục động từ hanashimas. Hanashimas là nói chuyện. Như vậy cách nói là gì các bạn? Hay hanashi kata. Cuối cùng yarimasu, động từ làm các bạn ha. Và cách làm thì sẽ là hay yarikata. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi đến một vài ví dụ các bạn nhé. Hay kanji o kakimasu, viết hán tự các bạn ha. Muzukashi desu, khó. Như vậy thì câu này có nghĩa là có lẽ là mình sẽ nói là cách viết hán tự thì khó. Kono kanji no kakikata wa muzukashi desu. Hay kono kanji no kakikata wa muzukashi desu. Cách viết của chữ hán tự này thì khó. Như vậy thì kakikata lúc này đang đóng vai trò một danh từ, cho nên mình sẽ nối với danh từ phía trước bằng trợ từ ngôn các bạn ha. Hay hashi o mochimasu. Hashi o mochimasu là cầm đũa. Như vậy thì nếu như mình muốn nói cách cầm đũa là gì các bạn thử đoán xem cách cầm đũa là gì ha. Hay hashi no mochikata ga mada wakarimasen. Hashi no mochikata ga mada wakarimasen. Tôi thì vẫn chưa biết cái cách cầm đũa hay mochikata là cách cầm các bạn ha. Và cách cầm đũa thì khi này sẽ là hashi no, các bạn chú ý giùm mình, trợ từ no chứ không còn là hashi o mochimasu nữa các bạn. Hay kono computer no tsukaikata o oshiete kudasai. Hay kono computer no tsukaikata o oshiete kudasai. Xin hãy chỉ cho tôi cách sử dụng cái máy tính này. Cách sử dụng thì sẽ là gì các bạn? Tsukaikata. Hay tsukaikata tương đối đơn giản các bạn ha. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn nhớ liên hệ với chúng tôi nhé. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và phản hồi lại cho các bạn. Và để ôn lại bài tập ngày hôm nay, các bạn đừng quên nick và link bài tập ở phía dưới. Và chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm được 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Và các con đồ, negashimasu.